Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự 15 giờ ngày mùng 10 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm tới nay, các vườn ươm trong tỉnh sản xuất đạt khoảng 50 triệu cây giống phục vụ cho nhu cầu trồng rừng, trong đó có 41 triệu cây quế. Các cơ sở đã xuất bán trên 8,4 triệu cây các loại, chủ yếu là quế, lát hoa, thông mã vĩ và cây sa mộc. Để sớm hoàn thành mục tiêu trồng rừng năm 2023, đưa tỷ lệ tán che phủ rừng đã trên 58,5% vào cuối năm nay. Ngành nông nghiệp cùng với các địa phương vận động người dân tập trung nhân lực trồng rừng mới theo kế hoạch, khuyến cáo và hướng dẫn các chủ rừng, hộ gia đình triển khai các biện pháp chăm sóc bảo vệ rừng mới trồng, dặm lại những cây yếu chết để nâng cao tỷ lệ thanh rừng. Từ đầu năm đến nay, diện tích rừng trồng mới trên địa bàn toàn tỉnh đạt gần 2.000 ha, trong đó trồng mới rừng sản xuất gần 1.600 ha, trồng lại rừng đạt 382 hecta. Phường Kim Tân, thành phố Lào Cai vừa tổ chức ra mắt 17 mô hình tự quản về an ninh trật tự, trong đó có một mô hình tự quản về an ninh trật tự, 14 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và hai mô hình điểm chữa cháy công cộng. Mô hình tổ tự quản an ninh trật tự tại tổ dân phố 36 nhằm nâng cao hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự từ đó có thể nhân rộng tại các khu dân cư khác trên địa bàn. Hai mô hình điểm chữa cháy công cộng được xây dựng tại ngõ Nhạc Sơn 1 và ngõ Nhạc Sơn 2. 14 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đều đã lắp thiết bị báo cháy, mỗi gia đình có một bình chữa cháy. Các tổ liên gia đầu tư mua đủ các dụng cụ chữa cháy như búa tạ, xà beng, thang. Tại Lê ra mắt, đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Lào Cai đã tuyên truyền phổ biến một số kiến thức kỹ năng cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho thành viên các tổ tự quản. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị đại hội được công đoàn thành phố Lào Cai tích cực triển khai thực hiện. Diễn ra vào đầu tháng 4 năm 2023, đại hội công đoàn khối dân vận thành phố Lào Cai được tiến hành trang nghiêm, đúng quy định, công tác bầu cử dân chủ đúng quy chế, đủ số lượng và đạt tỷ lệ tín nhiệm cao. Đại hội đã xác định rõ những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi nghị quyết trong nhiệm kỳ mới. Chúng tôi cũng tập trung vào một số những cái nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể như sau chúng tôi cố gắng phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch của Liên đoàn Lao động thành phố khi mà chỉ đạo triển khai đến các cấp công đoàn cơ sở. Phấn đấu hàng năm thì công đoàn sẽ xếp chất lượng đánh giá chất lượng là xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Cùng với tập trung tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, các cấp công đoàn thành phố đã phát động và triển khai các phong trào thi đua từng đoàn viên người lao động xô nổi thi đua lao động sản xuất, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ đạt và vượt chỉ tiêu, gắn phong trào thi đua với việc chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên người lao động. Trong thời gian qua thì đoàn viên công đoàn chúng tôi đã thường xuyên nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công đoàn cơ sở cơ quan thành ủy Lào Cai với nhiều các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ công chức và người lao động. Đến nay đã có 100 trên 134 công đoàn cơ sở tổ chức xong đại hội. Kế hoạch đặt ra là sẽ hoàn thành toàn bộ đại hội công đoàn cơ sở trước ngày 31 tháng 5 Thành phố Lào Cai đang tích cực chuẩn bị cho đại hội công đoàn thành phố lần thứ 6 Tại thời điểm này thì liên đoàn ông thành phố cũng chuẩn bị công tác đại hội tương đối là chu đáo Cái thứ nhất là về công tác nhân sự Cái thứ hai là về đại biểu đi dự cấp trên Thì liên đoàn ông thành phố cũng đã xem xét và phê duyệt đối với các đồng chí là đại, đại biểu đi dự công đoàn cấp trên. Với sự thống nhất đồng bộ trong quá trình chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp là dịp phát huy vai trò của công nhân, viên chức lao động trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố Lào Cai. Từ tháng 4 năm 2021 đến nay, 5 chương trình khám tầm soát ung thư sớm cho trên 2.000 người đã được Trung tâm Ung bướu và Y học Hạt nhân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai tại các huyện vùng cao, vùng khó khăn của tỉnh. Sau thăm khám, làm xét nghiệm, đã phát hiện 18 ca bệnh nghi ngờ ung thư và trên 30 bệnh nhân có khối u các loại được tư vấn hỗ trợ điều trị kịp thời. Triển khai từ năm 2021, việc khám tầm soát ung thư sớm tại cộng đồng được Trung tâm Ung bướu và Y học Hạt nhân Bệnh viện Đa khoa tỉnh duy trì hiệu quả. Tiếp cận với các dịch vụ y tế cao ngay tại cơ sở, người bệnh được chuẩn đoán tư vấn điều trị ở giai đoạn sớm, đồng nghĩa với việc tăng cơ hội chữa trị thành công kéo dài sự sống. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 40% ung thư có thể phòng ngừa và 1 phần 3 số bệnh nhân có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị tích cực. Do vậy, chủ động khám tầm soát là giải pháp tốt nhất giúp phòng và phát hiện sớm ung thư, tăng cơ hội điều trị thành công, giảm chi phí và kéo dài sự sống cho người bệnh. Thưa quý vị và các bạn, khí hậu thổ nhưỡng phù hợp, giá trị kinh tế cao, đó là những lợi thế để Bắc Hà đẩy mạnh phát triển cây dược liệu, giúp người dân tìm hướng đi mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và nâng cao thu nhập. Khu đất rộng hơn 4 hectare này trước đây gia đình ông Hoàng Xeo Hẳng vẫn trồng ngô. Mỗi năm một vụ, dù năng suất cao nhưng giá bán thấp nên thu nhập không được bao nhiêu. So sánh với khoản tiền 500 triệu đồng mỗi năm khi chuyển sang trồng cắt cánh, ông Hằng khẳng định cây dược liệu đang làm thay đổi cuộc sống của ông và nhiều hộ khác ở vùng cao Bắc Hà. Mà bây giờ trồng, so với trồng cát cánh thì chắc phải đợi nhiều hơn và và mày so với bà qua mình thu thì chắc chắn về cuộc sống nó ấy, tính càng ngày càng phát triển tính lên hơn. Xã Tả Văn Trư hiện có diện tích cắt cánh lớn nhất huyện với trên 80 hecta. Theo tính toán, với mỗi hecta cắt cánh, người dân sẽ thu lãi gần 70 triệu đồng trên một năm. Đây là một nguồn thu lớn với người dân trong xã. Từ thành công này, năm nay Tả Văn Trư tiếp tục trồng 92 hecta cây dược liệu, trong đó có 80 hecta cắt cánh, còn lại là đương quy và mạch môn. À, Hà Năng các công ty cũng đã thu mua cho bà con nhân dân với giá khoảng à, 20.000 đồng trên 1 kg. Đấy, cho bà con nhân dân là cũng đã tính đến là sự phát triển và cũng đã, cuộc sống của nhân dân cũng ngày cũng khá hơn so với trước, so với trước là trồng ngô với trồng lúa. Nếu như bài toán được mua mất giá luôn là nỗi chăn trở của nhiều loại nông sản, thì nay người dân Bắc Hà đã hoàn toàn yên tâm bởi sản phẩm thu hoạch của bà con sẽ được bao tiêu hoàn toàn bởi công ty dược phẩm lớn với giá bán cao. Theo kế hoạch, năm 2023, huyện Bắc Hà trồng 258 hecta dược liệu. Chúng tôi hàng năm đều phải đi tiếp xúc đối thoại với họ vào các dịp đầu năm về các công ty dược giao dịch rồi thì ký các hợp đồng nguyên tắc để về sản xuất theo đơn đặt hàng của họ. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng kiểm soát chặt cái việc đó để tránh cái tình trạng mà chúng ta sản xuất dư thừa không tiêu thụ được. Bắc Hà đang đẩy mạnh tuyên truyền vận động, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật để người dân mở rộng diện tích và chăm sóc đúng kỹ thuật cây dược liệu, hỗ trợ thu hút tạo điều kiện để doanh nghiệp và đầu tư xây dựng các cơ sở chế biến, hình thành các chuỗi liên kết để hoàn chỉnh tiến tới mục tiêu trở thành vùng trồng dược liệu lớn của cả nước. Công an huyện Văn Bản vừa bắt giữ 3 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép ma túy cần sa. Khoảng 22 giờ ngày 8 tháng 5 năm 2023, đội điều tra tổng hợp Công an huyện Văn Bản và Công an thị trấn Khánh Yên bất ngờ kiểm tra bắt quả tang Hà Ngọc Sơn, sinh năm 1999, trú tại tổ 9 thị trấn Khánh Yên, đang tàng trữ trái phép 0,94 gam hoa cành lá khô cần sa. Ngay sau đó, lực lượng chức năng bắt quả tang Tà Tê Hùng, sinh năm 1997, trú tại tổ 7 thị trấn Khánh Yên, tàng trữ trái phép 1,34 gram cần sa khô. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hùng, thu giữ thêm 9,74 gram cần sa khô. Hùng khai nhận mua số ma túy trên của Sầm Tiên Dũng, sinh năm 1989, trú tại thôn Nong Khẩn, xã Khánh Yên. Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Dũng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 453 gram ma túy cần sa khô. 35 cây cần sa có trọng lượng 17,2 kg đang trong giai đoạn phát triển. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Bản đã tiến hành tạm giữ ba đối tượng, củng cố hồ sơ để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Chuyển sang những thông tin trong nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị 12 về nhiệm vụ giải pháp đổi mới hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy nguồn lực đầu tư của 19 tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước trực thuộc. Các dự án được người đứng đầu chính phủ yêu cầu xử lý dứt điểm trong tháng 5 gồm dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 nhà máy găng thép Thái Nguyên, dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Quý Sa và dự án nhà máy găng thép Lào Cai, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp tàu thủy Dung Quất. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phải xử lý dứt điểm các vấn đề tồn động kéo dài nhiều năm, nhất là các vấn đề đã có thời hạn trình Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bộ Chính trị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Ngày 19 tháng 5, tỉnh Sơn La sẽ khánh thành trung tâm chế biến rau quả Doveco Sơn La, dự án do công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu đồng giao làm chủ đầu tư. Khởi công vào tháng 9 năm 2020 tại xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, công ty sẽ tổ chức khép kín từ liên kết sản xuất, thu mua nguyên liệu, chế biến tinh, chế biến sâu và hệ thống kinh doanh bán hàng trong nước và xuất khẩu. Ba dây chuyền sản xuất gồm dây chuyền chế biến nước quả cô đặc và mứt dệt puri, rau quả đông lạnh và rau quả đồ hộp có công suất thiết kế là 20.000 tấn sản phẩm trên một năm. Công ty hiện đang lắp đặt thêm dây chuyền chế biến lon sắt và dây chuyền sấy lạnh nhãn công suất 120 tấn trên một ngày. Công ty cũng sẽ phát triển vùng nguyên liệu trên 1.500 hectare. Cùng nhóm bạn khởi nghiệp với mô hình trồng nấm mối đen trong nhà kính, anh Nguyễn Tuấn Anh, 28 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long thu tiền triệu mỗi ngày. Nhà nấm hiện có 15.000 phôi, cho thu hoạch từ 15 đến 25 kg nấm một ngày, giá bán từ 250.000 đồng đến 350.000 đồng một kg, tùy vào độ to nhỏ, cho thu nhập từ 3 đến hơn 8 triệu đồng một ngày. Theo anh Tuấn Anh, nấm mối đen được nuôi trong môi trường nhân tạo, nhiệt độ duy trì từ 26 đến 28 độ C, độ ẩm từ 85% trở lên. Loại nấm này không khó trồng, nhưng câu lựa chọn phôi nấm và giá thể trồng phù hợp sẽ quyết định chất lượng sản phẩm. Để đưa nấm bối đen thành sản phẩm hàng hóa, hiện anh Tuấn Anh đang hỗ trợ kỹ thuật thiết kế nhà trồng, cung cấp phôi nấm và bao tiêu đầu ra cho khách hàng. Tại tỉnh Nghệ An, 76 trẻ của trường mầm non xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương phải nhập viện cấp cứu do nghi ngộ độc sữa chua trong bữa ăn phụ tại trường. Trẻ nhập viện trong tình trạng mất nước nhẹ, được bù nước điện giải. Các em đang được theo dõi điều trị tích cực. Theo Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Thực phẩm Việt Nam, sữa chua không bảo quản đúng cách làm rút ngắn thời gian sử dụng, khiến hạn sử dụng không còn giá trị. Các sản phẩm như sữa chua, nước uống lên men, bán sữa khi gặp nhiệt độ cao sẽ mau bị oxy hóa, có thể sinh ra các chất mới gây hại cho người khi sử dụng. Nặng có thể bị ngộ độc, nhẹ thì ảnh hưởng đến đường tiêu hóa, khuyến cáo sản phẩm sữa chua phải được bảo quản ở nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Gaza, một nhóm nghệ sĩ người Palestine đã tổ chức một chương trình biểu diễn đặc biệt để đem lại tiếng cười cho các em nhỏ, đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong tất cả các cuộc xung đột. Không cần dạp xiếc hay sân khấu hội trợ, các thành viên nhóm Palestine đã hóa trang thành những chú hề đến vui chơi, múa hát với các em nhỏ, nhằm mang lại cho các em những tràng cười sảng khoái và nhẹ nhõm. Trẻ em ở Gaza nằm trong số những đối tượng có dấu hiệu bị tổn thương và căng thẳng tinh thần nghiêm trọng do hậu quả xung đột với Israel. Hiện nhiều tổ chức cũng đang cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuyên biệt cho những người bị tổn thương tâm lý. Hãng tin của Nga cho biết, số người thiệt mạng trong loạt vụ cháy rừng đã lên đến 21 người. Giới chức y tế Nga cũng cảnh báo con số này có thể sẽ tăng do đám cháy vẫn chưa được khống chế. Nghi ngờ vụ cháy rừng hiện nay do có đối tượng cố ý đốt phá, đã xác định được 46 nghi can, trong đó có trẻ vị thành niên. Hiện nhà chức trách cũng đã khởi tố 7 vụ án hình sự liên quan đến vụ việc. Động cơ gây án cũng đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Các đám cháy đã bắt đầu bùng phát từ cuối tháng 4 vừa qua, khiến hàng trăm ngôi nhà bị thiêu rụi. Hiện người dân đang được nhà chức trách sơ tán khỏi những khu vực bị ảnh hưởng. Nạn cháy rừng và thảo nguyên thường xảy ra tại Nga trong những tháng hè, tuy nhiên, những năm gần đây đã gia tăng về mức độ. Nhiệt độ tăng, mưa giảm và tần suất bão bụi cao tại Iraq đã ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống của loài ong mật ở Iraq, làm giảm năng suất và chất lượng mật ong được sản xuất ở quốc gia Trung Đông này. Nhiều người nuôi ong ở Iraq rất lo lắng rằng tình trạng biến đổi khí hậu đang khiến họ đối mặt với nguy cơ phá sản. Gió bụi cùng nhiệt độ cao vào mùa hè đang tác động trực tiếp đến khả năng sinh sản của ong. Chưa kể việc con người san ủi đất nông nghiệp khiến côn trùng không còn hưởng lợi từ thảm thực vật cũng như không thể lấy mật hoa từ cây trồng nông nghiệp. Theo Liên Hợp Quốc, Iraq là quốc gia dễ bị tổn thương thứ năm thế giới trong khủng hoảng biến đổi khí hậu. Hạn hán và nhiệt độ khắc nghiệt đang khiến đất nông nghiệp trở nên cằn cỗi, cũng như phần lớn người dân cảm thấy khó chống chọi trong những tháng hè. Ngày 9 tháng 5, thành phố lớn nhất của New Zealand là Auckland đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp do lũ lụt và mưa lớn. Quy định trên được đưa ra sau khi giao thông tại thành phố này bị ngưng trệ và ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt mưa lũ xuất hiện gần đây. Theo cơ quan khí tượng New Zealand, đây là lần thứ ba trong năm nay thành phố auckland được đặt trong tình trạng khẩn cấp do tác động của thời tiết cực đoan cơ quan này cũng đã phát đi cảnh báo và khuyến cáo người dân theo dõi thời tiết tại khu vực đảo bắc một trong hai đảo chính thức của nước này bộ quản lý tình trạng khẩn cấp new zealand khẳng định chính phủ nước này sẽ tăng cường hỗ trợ cho người dân tại thành phố auckland chịu ảnh hưởng do lũ lụt bằng việc mở trung tâm hỗ trợ những người buộc phải di rời hoặc cần trợ giúp sau các đợt mưa lũ mới nhất này những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của đài phát thanh truyền hình lào cai cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn